Rồi hello anh em ha. Buổi trưa ấm áp. Theo yêu cầu của một ông chú thì shop sẽ quay review cho anh em xem, một ông chú dễ thương quay cho anh em xem phụ tùng. Thì hôm nay cập nhật ngày 26 tháng 9 2022 thì tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Trước tiên mình quay những cái món phụ tùng 67 và cúp. Thì quay cái này trước cho một ông chú. Từ hồi tối giờ ông điện shop chắc khoảng 3 lần rồi. Quay bộ yên cho ông chú coi, bộ yên 82. Thì có hai loại ha, bên shop là có hai loại. Yên 82 nha, này là yên zin. Yên zin nha. Yên zin ha, đế zin. Mút zin, gia lập mới anh em ha. Là một cái yên này giá của nó là 800.000. Đó. 800.000 cái yên zin nha. Còn cái yên bên đây là yên 82 da mã lai bóng nha. Một bộ của nó là 500.000 một bộ trước và sau. Để shop bỏ này qua shop quay cho anh em xem ha. Hàng 26 ngày cập nhật ngày 26 tháng 9 2022 tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Đó. Quay review cho một ông chú xem. Ông chú này tối qua giờ điện khoảng 3 lần rồi. Hôm nay quay cho ông chú xem và những anh em ở xa xem luôn ha. Từ hôm nay thì shop sẽ quay review phụ tùng 67 và cúp luôn cho anh em xem. Những anh em nào xem cần shop review những món gì cứ việc bình luận nha. Cứ việc bình luận shop sẽ biết anh em cần những món gì. Shop sẽ review báo giá trực tiếp cho anh em xem. Từ phụ tùng 67 và cúp luôn ha. Đây, một bộ yên rời da mã lai. Giá của nó là 500.000 một bộ anh em ha. Giá của nó là 500.000 một bộ nha. Đó. Rồi, đi qua đây. Ta này gửi cho ông chú xem. Hồi tối qua giờ ông chú điện mấy lần rồi. Rồi qua đây sẽ quay những cái đồ cam về quay cho anh em xem. Bẩn này shop lấy trực tiếp từ bên cam về luôn ha. Bẩn bên shop là bao đẹp để shop quay cho anh em xem ha. Bẩn là bao đẹp. Bẩn 81 có đề không đề 82. Đây, bẩn quay cho anh em xem nha. Không rạn nứt, không nứt bể. Cái này là mình chưa vệ sinh nha. Vừa mới về là shop quay cho anh em xem luôn. Mấy cái này là bụi nha, anh em nhìn này nha. Đó, bụi nha. Shop bao đẹp. Đây, qua đây. Quay qua đây cho anh em xem. Đó. Nha, bụi nha. Đẹp lắm anh em ơi. Đúng đi ra như người ta thì người ta sẽ vệ sinh rồi người ta sẽ quay cho anh em ha. Còn shop thì nhiều mặt hàng lắm nên mình không có thời gian mình quay cho anh em ha. Mình chỉ bao với anh em là đây nè. Shop vuốt qua một cái anh em nhìn này nha. Shop vuốt qua một cái nè. Anh em thấy cái nước bẩn đẹp chưa? Ha. Và giá của có một cái bẩn zin này là 1.1 triệu một cái. Bẩn 81 ha, 82 có đề không đề. Chỉ có loại có đề thôi nha anh em, loại không đề thì không có nha. 81 thì có đề nè. Đó. À, 81 thì không đề nè. Là giá của nó là 1.1 triệu một cái ha. Còn đây. 82 có đề. Ha, 82 có đề. Cái loại mà 82 không đề thì không có nha anh em ơi, không có nha. Đây, một cái bẩn zin. Bao zin nha. 1.1 triệu một cái. Shop ship toàn quốc nha. Anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em mới thanh toán nha. Tất cả những cái món phụ tùng bên shop đều là nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Chỉ riêng về cái bẩn này. Thứ nhất là vì lý do là cái bẩn nó bự. Mình chèn mốt và mình có rất là kỹ. Nên mấy ship thì sợ hơi cao khoảng mấy chục ngàn gần trăm ngàn. Thì những cái bẩn này anh em lấy vui lòng cọc giùm shop tí xíu ha. Cọc giùm shop khoảng 100-200 để shop ship cho anh em. Còn ngoài ra là tất cả những cái món hàng bên shop đều nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán ha. Phí ship là bên mua chịu. Chỉ có bẩn là cần cọc thôi. Tại vì phí ship nó cao quá. Phí ship nó cao quá anh em ha. Đây, yếm. Yếm nhỏ nè. Yếm nhỏ, yếm lớn là đầy đủ nha anh em. Yếm nhỏ, yếm lớn. Thì bữa trước khoảng này. Cách đây khoảng gần một tháng mấy. Thì đập thắng MD. Chưa gia công xong. Đây. Về 150 cây anh em nhìn nè. Đó. Anh em nào dặn shop thì vui lòng liên hệ với shop nha. 150 cây. Từ sỉ tới lẻ luôn ha. Từ sỉ lẻ cho anh em luôn. Đạp thắng mà đi. Gia công. Giá của nó là 250.000. Anh em gắn cúp cũng được, gắn 67 cũng được ha. Giá của nó là 250.000 một cây. Shop ship toàn quốc luôn. Đó. Nó nhiều món phụ tùng lắm, nhiều khi mình không biết anh em cần những món gì nên mình không có review. Nhiều khi anh em cần món đó nhiều, có nhiều ông chú cũng tao muốn điện thoại tao muốn mày quay món đó mà thấy mày không có quay đâu, mày quay món kia không, tại vì không biết nhiều đồ quá anh em, không biết anh em cần món nào nên không có quay được.
Còn anh em cần shop review những món gì, anh em cứ việc bình luận cho shop một cái tin nhắn ha, một cái tin nhắn trên YouTube hoặc là một cuộc điện thoại thôi, gọi nhắn tin là Quân ơi review cho anh cái bô đó, hay là cái bẩn đó, hay là cái cánh chim, hay là bất cứ cái gì đó, thì shop biết được anh em cần những món gì đó, thì shop sẽ review. Giống như ông chú này hồi tối điện thoại kêu Quân ơi bây giờ chú lớn tuổi mà chú không biết xài mấy cái kia, bây giờ muốn coi cặp bộ yên của thằng 82 đó, để shop kêu để thôi để quay trên YouTube luôn cho ông chú xem, tại ông chú không có xài Facebook, không có xài Zalo đó, mình sẽ ưu tiên cho những ông chú đó. Còn những anh em nào mà xài Zalo hay là Facebook mà biết xài cái đó, cần những món gì cứ việc nhắn qua cho shop, shop sẽ gửi trực tiếp, gửi hình trực tiếp cho anh em xem. Đây, xin giới thiệu với anh em một cây bô 82 hàng gia công 11 nha. Sắc nét rõ ràng, nước xi cực kỳ đẹp luôn. Anh em ha, nước xi cực kỳ đẹp luôn. Và một cây nữa để sắp quay lấy quay cho anh em luôn. Sắp lấy quay cho anh em luôn. Đây. Đây. Đó. Ủa cái cây này cũng không có bị luôn. Một cây bô như vậy, giá của em nó là 400.000 một cây, mà lỗ có vỉ thì 450 một cây. Để sắp lấy sắp quay cho những anh em ở xa xem, những ông chú ở xa xem ha. Bên sắp là đầy đủ đồ hết, từ anh em thấy không, từ bô vách bô nằm đầy đủ hết. Cần những món gì cứ việc bình luận nha, cứ việc bình luận hỏi giá, hoặc là cần xem review sắp sẽ review trực tiếp cho anh em xem ha. Đây là bô CD đó, bô CD đó, bô 82 cũng gần giống nhau anh em, chỉ có cái loại có vỉ, cái loại không có vỉ nha, loại có vỉ một loại không vỉ. Và cái loại có vỉ này á, là 450 một cây, còn loại không vỉ á, là 400.000 một cây. Ship có toàn quốc hết nha, ship có toàn quốc hết, anh em nhận hàng, anh em kiểm tra hàng rồi anh em mới thanh toán nha, phí ship là bên mua chịu đó. Hàng thì được nhân viên đó đóng hàng rất là kỹ, anh em nhìn thấy ha, đó những cục hàng này nè anh em nhìn ha, những cục hàng đó, những cục hàng của anh em đóng rất là kỹ, hàng ngày nào là sắp đi ngày đó liền cho anh em đó. Đây, quay đây, quay cái bô này cho anh em xem ha. Hai cái bô hàng 11 nha, từ sắc nét ở ngoài đây hình như là nó hơi bị chói, hơi bị chói nắng, quay sát đi đi, kiếm cái gì quay che lại chút xíu cho anh em nhìn cho nó đỏ, anh em đợi xíu nha, để sắp che lại cái đây đó, thấy rõ hơn đúng không đó. Cây có vỉ, cây có vỉ là 450 một cây, anh em mình gắn CD ha, hoặc là 82, còn đây là bô 82 không vỉ đó. Anh em nhìn nha, sắc nét rõ ràng đẹp nha, nước xi là nước xi cao cấp, giá cực kỳ dễ thương luôn ha, cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 450 một cây đó. Đây là review phụ tùng cúp cho anh em, còn như là phụ tùng 67 như là CD nè, Atimon 67 bây giờ này cũng mới về 100 hộp nè. Một hộp như vậy giá cực kỳ dễ thương luôn anh em. Một hộp như vậy chỉ có 200.000, để shop lấy shop quay luôn, sẵn là shop quay cho anh em xem luôn. Đến với shop phụ tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn là luôn ưu tiên cho những ông chú, những anh em ở xa ha. Đây. Đó. Một bộ xi nhan chất liệu là Atimon. Giá của em nó là 200.000 một bộ nha, 67. Một hộp như bánh trung thu vậy. 200.000 một hộp 4 cái. Đó. CD đây. CD thì chụp bằng, 67 thì chụp nhọn. À, anh em ha, hôm nay shop cập nhật ngày 26 tháng 9 2022. Review phụ tùng 67 và cúp cho những ông chú, những ông anh ở xa xem. Cảm ơn những anh em ở xa đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop phụ tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn nha. Từ phụ tùng 67 tới phụ tùng cúp. Đó. Đi qua một vòng quay cho anh em xem cái khung cảnh buổi trưa. Buổi trưa dọn những chiếc xe cho anh em ở xa đây. Đó, qua đây. Khung cảnh buổi trưa anh em làm đó, quay cho anh em xem đó, những chiếc xe dọn, chiếc xe đỏ kia của chú Xuân Cánh này gần xong rồi, cái chiếc xám xi măng gáp đi, gáp luôn đi, để chút điện thoại cho anh em, anh tôi luôn Tèo ơi, chiếc xám xi măng á, bỏ cái video nào là đều có anh đen Đồng Nai lên bình luận, xe xám xi măng đâu, xe xám xi măng đâu, để quay cho anh em xem những chiếc xe dọn, những chiếc xe dọn bán có, xe dọn cho khách có, xe anh em đặt dọn bao sát full mới cũng có luôn đó. Đây, ở trong đây thì những cái cục hàng của những anh em ở xa, dù là anh em ở đâu ha, dù là anh em ở xa cỡ nào shop cũng ship được hết,
và đặc biệt là shop luôn ưu tiên cho những anh em ở xa nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán anh em ha. Giống như anh em tới shop vậy, anh em đặt cái hàng gì đúng như những gì mà shop quay ha, giá cả rõ ràng, từ giá cả ha. Đây thành phố Cần Thơ, Ô Môn hả, ở đây là Ô Môn thành phố Cần Thơ. Còn những cục hàng, những cái dè đây, Gia Lộc, Hải Dương đó, đầy đủ hết nè anh em thấy không. Lúc nào shop cũng vậy nha, cho khách xem hàng, anh em nhìn hay ha, cho khách xem hàng, cần xe shop bán nè, chán xe shop mua, xe hư shop sửa nè, phụ tùng là shop chuyên luôn. Nên anh em cứ việc yên tâm, chơi 67 bà cúp cứ việc liên hệ với shop phụ tùng 67 Quân, dễ thương nhất Sài Gòn. Những cục hàng của những anh em nè, đây từ lớn tới nhỏ, một cục shop cũng ship, nhiều cục shop cũng ship ha. Nên anh em cứ việc yên tâm. Rồi ở đây thì review phụ tùng 67 đi, còn phụ tùng cúp thì anh em nhìn đi ha, đầy đủ hết. Anh em cần những món gì, tại vì nó linh tinh nhiều lắm anh em, không biết anh em cần món gì nên mình không có review. Từ phụ tùng, từ dàn ngoài, dàn chân tới dàn phụt tới dàn máy là shop có đều có đầy đủ hết. Đây quay cái này cho anh em xem, lâu rồi không có quay này cho anh em xem nè, với kèn thiến heo đó, kèn thiến heo gắn ghi đông, giá chỉ có 90.000 một cây thôi anh em, 90.000 một cây thôi, gắn ghi đông à. Gắn ghi đông, gắn chơi, mình gắn chơi anh em, gắn phụ kiện chơi thì mình shop bên shop là chuyên về phụ tùng, nên những cái món linh tinh như là anh taxi nè đó, gắn cái đèn taxi lên ghi đông, cái này loại to nha đó, giá cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 120.000 một cây thôi ha, chỉ có 120.000 một cây thôi anh em. Đây chim 67 nè, chim 67 thì chim 67 thì nó có màu đen, màu đỏ, màu vàng, vàng đỏ, vàng đen ha, vàng đồng, đầy đủ hết. Bây giờ cái này bữa giờ quên review cái này cho anh em xem, nó đứt hàng khoảng tầm gần một tháng nay mà bữa giờ về mà sắp quên quay cho anh em xem. Đây là bộ chén của chén cổ bi đũa nha, của 67 68 CLCD, và giá của em nó chỉ có 100.000 một cái thôi, 100.000 một bộ thôi anh em ha. Bi đũa nha, bao chắc chắn đi cho anh em, đi máy lớn máy nhỏ bảo đảm cho anh em, rất là ngon luôn ha. Đó, bi đũa thì anh em biết rồi, và giá lại cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 100.000 một bộ thôi ha. Và những cái sản phẩm bên shop, những cái món hàng, những cái món phụ tùng đều nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán nha, phí ship là bên mua chịu. Đó, cái này là hình như là shop chưa có quay cho anh em xem nè, cái cặp tay thắng ha, cái cặp tay thắng, tay cái tay thắng hàng giả zin này á, cái hàng giả zin 11 á là nó gồm có 67 nè, 66 CD, nó có 3 loại nha, và đặc biệt nó cực kỳ đẹp, nó như zin luôn ha, nó như zin luôn anh em nhìn nè, đó nó như zin luôn đây đó. Và giá của em nó là 200.000 một bộ ha, giá của em nó là 200.000 một bộ đó, nó như zin đẹp nha. Từ nước nhôm đây, đây quay cho anh em xem, đâu ở tay 66 để đâu rồi ta, rồi cái đó bỏ ai tay 66 đây, để quay cho anh em xem. Đây tay 66, tay 66 đầu là cái đầu nhỏ hơn nha, cái đầu có nhỏ hơn nha. Đây anh em nhìn nha, 67 nè, 67 thì đầu nó bự ha, 66 thì đầu nó nhỏ nha đó. Và giá của em nó là 200.000 một cặp nha, 200.000 một cặp. Đây đó, đầy đủ hết, đầy đủ hết tất cả những sản phẩm từ 67 và cúp cho anh em luôn. Thôi vô, qua cái món khác quay cho anh em xem, qua đây quay cho anh em xem nha. Thì cùm, nói chung là nhiều sản phẩm lắm anh em ơi, từ những cái che chân, từ những cái che chân, ủa mấy cái che chân gì nóc để đâu rồi ta, để quay cho anh em xem, lâu rồi không có quay những cái món linh tinh cho anh em xem, cái che chân gì nóc đâu rồi ta, đây đây che chân inox 100.000 một cặp.
đây, che chân inox đó, 100.000 một cặp anh em ha, bao giày luôn. Nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu. Đây đó, giày lắm anh em đó. Thì cập nhật ngày hôm nay, ngày cập nhật ngày 26/9/2022 tại shop Phụ Tùng 67 Quân Dễ Thương Nhất Sài Gòn. Thì ngoài ra những anh em nào mà cần shop review những món gì á, anh em cứ việc bình luận thêm cần shop review món gì ha, từ dàn máy cũng vậy, từ những bình xăng con, từ những cái máy lớn máy nhỏ, những bộ số là sắp xếp hết cho anh em nha, sắp xếp toàn quốc hết nên em cứ việc yên tâm nha. Đây những bộ dây nè, dây thì một bộ nó là 4 sợi ha, một bộ là 4 sợi nha, 150 một bộ, một bộ 4 sợi đó, một bộ 4 sợi, 150 một bộ. Dây đồng hồ, dây Amiga, dây ga đó, một bộ 4 sợi là 150.000. Thắng dây thắng nữa đây đó, dây giả zin nha anh em, cái này là dây vàng giả zin nha, cái dây vàng giả zin nha, còn dây xám có dây xám luôn, đầy đủ hết. Cúp cũng vậy luôn, cúp thì 120.000 một bộ anh em ha, cúp thì 120.000 một bộ, đầy đủ hết. Nên những anh em là cần shop review những món gì anh em cứ việc bình luận nha, anh em cứ việc bình luận shop để báo giá trực tiếp cho anh em ha, báo giá trực tiếp để cho những anh em ở xa nắm rõ những món phụ tùng và giá, và đặc biệt là ship toàn quốc hết nên anh em cứ việc yên tâm. Ở gì đây, ghi đông, ghi đông thì đầy đủ hết, ghi đông luôn, ghi đông là 67 nè, lâu rồi mấy ghi đông cũng không có review ghi đông nữa. Ghi đông 67 nè, ghi đông 68, ghi đông CL 50, ghi đông CL 50 là có thanh ngang anh em ha. Đây đó, 200.000 một cây đó, ghi đông CL, ghi đông 72, ghi đông 68, 66, đầy đủ hết anh em, đầy đủ hết anh em ha, phục trước phục sau. Rồi quay cho những anh em vậy đi ha, còn những món phụ tùng khác thì anh em cần những món gì đó thì shop sẽ quay cho anh em xem. Đây nè, chống nghiêng, cái này nè, chống nghiêng cúp của cao su chống trượt nha, có cao su chống trượt từ 67 86 ha, cúp 81 đều có đầy đủ nha, lò xo trong lò xo ngoài đều có đầy đủ hết cho anh em ha. Và giá một cái chống nghiêng có cao su chống trượt này là 120.000 một cây đó, 120.000 một cây này nha anh em. Rồi cao su đó, cao su chân, tại vì nhiều anh em thấy không, nhiều lắm, không biết là anh em cần món nào, thấy món nào thì review cho anh em món đó thôi đó. Cao su chân HM 50.000 một cặp, 50.000 một cặp anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha, bye bye anh em, và chúc anh em một buổi trưa ấm áp nha. Nhớ xem, bấm like và chia sẻ giúp shop nha, để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Cảm ơn anh em đã xem video nha, bye bye anh em.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh dùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.